Hello, em chào thầy, em chị, bà con cô bác buổi chiều nha. Em Huỳnh Bến Tre gửi lời chào thân thương. Lời nói đầu tiên kính chúc em bà con mình khi xem clip gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và an lành nha. Thì em mới vừa trở về từ MB Gay 2013, xe gia đình không lỗi nhỏ, green 1.2 bản đủ. Dòng này nó có bản thiếu và bản đủ nha anh chị, em lưu ý nha. Ở cái bản đủ á, là nó sẽ có túi khí và phâm mâm là mâm đúc nha anh chị nha. Bản thiếu nó là mâm sắt và không có túi khí. Đó. Xe này thì nó nói chung là nó green 100% anh chị. Nước sơn green 100% luôn, chưa giảm tốt luôn á. Cản trước cản sau sơn green luôn. Đó, cảm biến ghe nè, mâm đúc 4 vỏ hoàn liền nè. Sơn si đẹp, keo chỉ nguyên green 100%, xe chạy mới có 100.000 cây hơn à. Chiếc xe nó đẹp tuyệt vời luôn anh chị. Nói chung là chiếc xe này em thấy là nó không có chỗ nào để chê được luôn á. Quá đẹp. Mới tin à. Một chiếc xe đầy cơ bắp luôn. Đó, lòng dè, keo chỉ dè. Keo chỉ dè là green luôn nè anh chị ha. Đó. Đó, keo chỉ dè là green luôn nè. Lòng dè green luôn nè anh chị ha. Còn cái keo chỉ green nó luôn nè. Xe là chưa phủ gầm luôn. Green test xem luôn. Đó. Gầm là 7 màu luôn nè anh chị nhìn thấy nè. Một chiếc xe cực kỳ green. Cái bô mới xin nè anh chị nè. Ha. Đó. Gầm bệ 7 màu, bô mới tinh luôn. Quá đẹp. Mà giá tiền nó rẻ nữa, có 215 triệu à. Bằng một em mới đi taxi. Xe nguyên rin, keo chỉ đầy đủ luôn nè. Đó. Đây. Keo chỉ là lòng về. Đó. Chấp sau keo chỉ đó. 100%. Không thiếu gì hết anh chị ha. Ốc cửa nè, ốc cửa sau đó nè. Quá trời mới luôn. Đồ chơi, đồ nghề, con đậu, đồ bánh xe cua, đồ đầy đủ. Có chai xịt chống cháy nữa. Đó. Còn rất là green. Xe còn xíu đẹp. Nói chung là em bữa giờ em về toàn là xe đẹp không mà anh chị ha. Xe xấu thì giá nó rẻ. Mà bữa giờ mua xe xấu cũng không có xe mua. Cho nên mua xe đẹp thôi. Đụng xe nào mua xe đó thôi. Đó. Xe này trần quá đẹp luôn. Trần để green theo xe mới tinh. Anh em nhìn như ốc cửa nó nè. Quá đẹp xuất sắc luôn chưa. Túp lô túp ly băng sần nữa nè. Kính khừ luôn. Kính bấm. Thường mấy xe cốc này là hai kính trước. Hai kính trước là hai kính. Kính bấm, hai kính sau là quay. Những do so với những đời cũ ha. Rồi sau này thì nó mới phát triển lên là những em xe cốc là bốn kính bấm hết. Ngày trước nó là mấy dòng đời trước đó, là nó chỉ có là hai kính bấm trước thôi. Túp lô túp ly quá đẹp. Xe còn rất là xuất sắc đó anh chị ha. Chưa lên màn hình luôn nha anh chị. Nhưng mà nó xài được USB hay nhớ Bluetooth. Còn anh em nào muốn lên màn hình thì lên ha. Màn hình lên khoảng 5 triệu mấy à. Cũng số mới tinh luôn nè. Thắng tay, anh em nhìn thắng tay còn mới nè. Vân sân đầy đủ luôn ha. Vô lăng quá đẹp, tuyệt vời luôn. Vô lăng y chang Xpander ha. Chạy 141.000 cây nha anh chị nha. Trần để riêng theo xe luôn. Xuất sắc. Càng bỏng lớn chén. Ốc cửa nó cửa nè, đầy đủ hết. Nguyên kim 100%, không nói nhỏ. Keo chỉ nè. Ốc cửa bản lề. Một cái xe là siêu mới luôn. Anh em nhìn tới đồ đạp hắn, đồ đạp con, anh em biết xe mới hay xấu là hay cũ, anh em biết liền đúng không? Dàn ghế da zin luôn. 4 mâm, 4 vỏ mới. Vì cô vỏ zin luôn nha anh chị nha. Bệnh quá anh em ơi. Đăng kiểm tới tháng 9 2023 tới năm sau luôn. Cabo keo chỉ nè. 100%. Thắng ABS nè anh chị ha. 1 2 3 4 5 6 7 6 chứ. Máy nổ nè, êm cực kỳ luôn ha. Nó rung là nó rung cái miếng này nè anh chị, nó rung cái học này kêu bằng lọc gió. Nó rung cái lọc gió rồi chứ cái máy không có rung nè anh chị nha. Cái máy này ha. Lọc gió sao nó rung chứ ta. Nổ rung rung. À tại lỏng le anh chị ơi nè. Để họ cho thợ bắt cái bát lại. Mấy em này thì nó không có đổ hơi đổ khói rồi, tại mở thôi chứ đâu có hơi khói gì. Mở cho anh chị mình xem cho nó dễ thôi ha. Máy số green nha anh chị nha. Máy số green ha. Cam kết với anh chị luôn. Âm thanh nghe nhạc, máy lạnh đầy đủ, xương đầu số đít thẳng rang, dấu điện đầy đủ luôn, 100%. Xe không lỗi nhỏ nha anh chị nha. Cabo keo chỉ green và cabo chưa ra luôn, nỉ green còn luôn. Đó. Keo chỉ 100%. Xe không lỗi nhỏ. Máy 1.2.
Migay 3 máy. 3 máy à, mà máy 1.2 ha anh chị ha. Em này vẫn đủ. Xe còn rất là chất. Máy em ru mạnh lắm anh chị ha. Dòng Migay này nó mạnh hơn Amodin nha anh chị nha, chạy sướng. Mà dòng này thì nó tiết kiệm nhiên liệu nữa. Xe này 100 cây anh em chạy có 5 lít à. 5 lít. Nếu mà anh em chạy mà hai người mà anh em chạy mà nhiều á, anh em chạy chậm chậm á, 4 lít rưỡi à. Còn bình thường nó khoảng 5 lít, nếu mà đủ tải khoảng 5 lít rưỡi. Thì bình nó tầm khoảng 5 lít. Nói ngoài xe này thì nó quá chất rồi anh chị ha. Giá thì nó quá hợp lý nữa. Em bán 215 triệu. Rồi anh em nào thích xe này thì liên hệ ngay cho em Thịnh mình qua số điện thoại 0834333371 nha. Cảm ơn anh em nhiều. Chúc anh em buổi chiều vui vẻ nha. Xe bên mình thì nhiều lắm. Rất là nhiều dòng xe để cho anh em lựa chọn ha. Anh em thích xe nào, ưng xe nào thì cứ liên hệ em sẽ gửi hình chi tiết từng xe đó hoặc là em quay video từng xe cho anh em mình xem ha. Về rất là nhiều dòng xe. Đó. Cảm ơn em nhiều nha. Chúc em buổi chiều vui vẻ.